Tôi rít một hơi xong thông điếu rồi mới đặt vào lòng lão. Lão bỏ thuốc nhưng chưa hút vội, lão cầm lấy đóm gạt tàn và bảo: "Có lẽ tôi bán con chó đi ông giáo ạ." Cộng đồng quốc tế hào hứng với điện thoại Vsmart Aris 5G Make in Việt Nam. Vsmart Aris 5G đã đưa Việt Nam song hành cùng với các quốc gia phát triển trong cuộc cách mạng công nghệ 5G trên toàn cầu. Hàng loạt các bài báo quốc tế uy tín như là Forbes, The New York Times, Reuters, The Star và người tiêu dùng yêu thích công nghệ đã chia sẻ sự hào hứng đặc biệt trước thông tin về mẫu điện thoại Vsmart Aris 5G của tập đoàn Vingroup công bố vào ngày 6 tháng 7, 2020. Truyền thông thế giới tin tưởng, tờ Forbes khẳng định rằng Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á phát triển thành công thiết bị hỗ trợ sử dụng công nghệ 5G. Vingroup thực sự đã tạo ra bước ngoặt lớn dù cho mới chuyển sang lĩnh vực công nghệ chỉ trong vòng 2 năm. Có thể nói rằng Vsmart đã sớm gánh vác trọng trách phát triển các thiết bị di động 5G thế hệ mới, điều mà lâu nay thường do các ông lớn trong làng công nghệ đảm nhiệm. Với công nghệ bảo mật lượng tử, công nghệ bảo mật an toàn nhất hiện nay, Vsmart Aris 5G đã đưa Việt Nam song hành cùng với các quốc gia phát triển trong cuộc cách mạng công nghệ 5G trên toàn cầu. Nhìn lại khoảng thời gian trước khi Vsmart ra đời, Forbes bình luận rằng dù đã có những công ty công nghệ tại Việt Nam đã bắt tay vào việc phát triển và cho ra mắt điện thoại thông minh trong vòng nửa thập kỷ qua, tuy nhiên không thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ của người tiêu dùng. Hay nói cách khác, người tiêu dùng Việt Nam tỏ ra nghi ngại về số phận của các smartphone made in Việt Nam, thậm chí còn cho rằng các kế hoạch đó chỉ nhằm đánh bóng tên tuổi. Theo báo cáo của GfK, vào cuối tháng 3, 2020 chỉ ra, điện thoại Vsmart đã chiếm gần 17% doanh số tiêu thụ nội địa và đứng vị trí thứ 3, chỉ xếp sau Samsung và Oppo. Thực tế cho thấy chưa bao giờ smartphone Việt ở trong tình trạng cháy hàng trên toàn hệ thống phân phối bán lẻ thiết bị di động như là Vsmart đã làm được trong thời điểm ra mắt mẫu Joy 3 với 12.000 chiếc được bán ra sau 14 tiếng đồng hồ. Theo đuổi về chủ đề công nghệ 5G trên toàn cầu, tờ Nikkei từng dự đoán bước chân vào lĩnh vực công nghệ, ông Phạm Nhật Vượng, người đứng đầu của Vingroup sẽ đặt ra mục tiêu lớn, đó là xây dựng hệ sinh thái 5G nhằm kết nối các thiết bị, sản phẩm công nghiệp như điện thoại, ô tô, TV. Về phần tờ Forbes thì đã dẫn lời Nguyên Lam, giám đốc nghiên cứu thị trường của IDC Indochina. Việc cho ra mắt dòng điện thoại thông minh này sẽ giúp cho Vingroup thành công trong việc tạo ra hệ sinh thái công nghệ 5G, đồng thời tiến nhanh hơn so với các đối thủ và lấy được lòng trung thành của khách hàng. Cộng đồng mạng quốc tế bất ngờ. Độc giả Sasankit Khanon bình luận trên Twitter của tờ Forbes Thái Lan rằng để song hành cùng với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, Vingroup đã chọn cách hợp tác với gã khổng lồ trên thế giới. Hành trình trở thành tập đoàn công nghệ của Vingroup đã thu hút được hàng loạt các tên tuổi lớn như BMW, Pininfarina, Dell, Qualcomm, Google. Mẫu điện thoại Vsmart Aris 5G cũng là kết quả hợp tác giữa Vingroup và Qualcomm, sản phẩm thuộc hệ sinh thái công nghệ to lớn mà tập đoàn này đang hướng tới. Cộng đồng mạng Trung Quốc cũng tham gia bình luận trước những bước tiến mạnh mẽ của công nghệ Việt Nam và mẫu điện thoại 5G của người Việt. Lu Jinlong bình luận rằng trong thiết kế và cấu hình thì không tồi, bao giờ họ bán sản phẩm này nhỉ? Tôi muốn dùng thử một chiếc điện thoại của Việt Nam. Còn Yang Xiao thì viết, vậy là họ đang đi cùng thế giới, không còn đi sau nữa. Chúc mừng Việt Nam, tôi khá là bất ngờ với thông tin này. Ngành công nghiệp công nghệ của họ đang phát triển rất nhanh. Dù chưa công bố ngày bán chính thức, người tiêu dùng Việt cũng bày tỏ ý muốn sở hữu sớm Vsmart Aris 5G để thay thế những chiếc điện thoại sử dụng công nghệ cũ thiếu an toàn và có nguy cơ lộ thông tin cá nhân. Sự phát triển 5G ở Việt Nam có lẽ sẽ nhanh hơn dự kiến. Trên thực tế, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển mạng Internet rơi vào hàng đầu thế giới. Mới đây, Viettel, nhà mạng lớn nhất của Việt Nam cũng đã chính thức công bố thử nghiệm cuộc gọi video đầu tiên sử dụng truyền dẫn kết nối 5G. Ngành công nghệ Việt Nam đang tăng tốc khi mà các tập đoàn lớn cùng chung tay phát triển. Vsmart Aris 5G không chỉ đơn thuần là một chiếc điện thoại thế hệ mới, mà còn là chỉ dấu cho thời kỳ người Việt tự tin mở rộng đường biên giới mềm trên bản đồ công nghệ thế giới. PV, VTV, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.